hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, độ ác thú, khai thiện môn, ư chư chúng sanh, thị nhược tự kỷ, chứng tế phụ hòa, giai độ bỉ ngạn, tất hoạch chư Phật, vô lượng công đức, trí huệ thánh minh, bất khả tư nghì, như thị đẳng, chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập. Nghĩa là đắc Phật biện tài, trụ vào phổ hiền hạnh, khéo có thể phân biệt ngữ ngôn của chúng sanh, khai hóa, hiển thị chân thực tế, vượt xa các pháp sở hữu của thế gian, tâm thường đế trụ, chắc chắn nơi đạo vô độ thế, với hết thảy vạn vật tùy nghi tự tại, vì các thứ loại làm bạn thẳng thịnh, thọ trì pháp tạng thậm thâm của Như Lai, hộ trì chủng tánh của Phật, khiến cho thường chẳng đoạn tuyệt, giấy lòng đại bi, thương xót hữu tình, diễn từ biện trao pháp nhãn, lấp nẻo ác, mở cửa lành, với các chúng sanh xem như chính mình, cứu vớt gánh vác, khiến được đến bờ kia, đều đạt vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ thánh minh, chẳng thể nghĩ bàn. Các đại Bồ Tát như vậy vô lượng vô biên, cùng lúc nhóm đến ở đạo tràng. Chúng ta nói đến chữ khai hóa, hiển thị chân thật chi tế. Khai hóa chính là cái ý khai Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa. Hiển thị là thị Phật tri kiến. Tế là bờ mé rốt ráo, chân thật tế chính là cái tri kiến của Phật. Toàn thể một bộ diệu á, một bộ diệu pháp tịnh độ, toàn thể một bộ diệu pháp tịnh độ, tức là nghĩa là kinh Vô Lượng Thọ, đều là Phật tri kiến. Chỗ nào cũng là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Chúng ta ở trong phần tựa đã nói đến thập huyền môn, tất cả trong kinh Vô Lượng Thọ, chỗ nào cũng nói đến cảnh giới Hoa Nghiêm, chỗ nào cũng là chân thực tế, chỗ nào cũng đều đưa chúng ta đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở bộ kinh tối thắng vi diệu đó, Phật đến đúng thời đúng lúc mới tuyên nói. Rồi giờ đứng chúng ta đúng thời đúng lúc. Nhất thời Phật tại đâu? Là ngài nói kinh này là một thời, là duyên thành tụ, thời thành tụ. Pháp là lão sư và những người có duyên hợp lại đều có thể nghe, thấu hiểu và y giáo phụng hành. Đó là cái thời thành tụ, không trước không sau, đủ duyên hợp lại thì thành tụ. Cho nên ở đây toàn thể bộ diệu pháp tịnh độ, tức là Vô Lượng Thọ đây, đều là Phật tri kiến, chỗ nào cũng là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì vậy trong kinh này câu nào cũng là khai hóa, là hiển thị chân thực tế, đều là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta. Chúng ta vốn dĩ có tri kiến Phật mà quên mất, quên chứ không phải mất, nó quên đi, cho nên mình không biết là nó có. Cho nên ở nơi đây của bộ này nó đơn giản dễ dàng, nó là 48 phẩm mà chỉ một quyển, còn kinh Pháp Hoa đến 7 quyển 28 phẩm, phải tụng hết một ngày mới hết một bộ, là 7 quyển. Còn chúng ta ở đây quyển kinh Vô Lượng Thọ tụng 1 tiếng rưỡi, tối đa là 1 tiếng rưỡi là xong. Cho nên nó đơn giản ngắn ngủi mà lại nó lại vi diệu, nó lại tối thắng hơn Pháp Hoa. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là bí tủy của Pháp Hoa, là thâm ảo của Hoa Nghiêm,
là chư Bồ Tát vạn hạnh. Nên là chúng ta học ở đây, chúng ta học ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng đầy đủ tất cả để đưa chúng ta phàm phu nhất thời thành Phật. Pháp môn như vậy nè, có thể có thiện căn phước đức để mà lãnh hội được không? Nhờ chúng ta. Nhờ cái gì? Nhờ thầm cái tâm chí thành, chí kính của chúng ta, để phiền não nghiệp chướng không khởi lên, và nhất tâm nhất ý nghe nó thấm nó thì thành tựu đó. Tính, nguyện, trì danh đều được. Trí độ luận viết như pháp tánh thực tế là cả ba danh hiệu này, như pháp tánh thực tế, ba cái danh hiệu này đều là tên gọi khác nhau của thật tướng. Đó, khác nhau của thật tướng của các pháp. Sách Bình Giải viết: diệu xứ thật tướng, tận lý chí cực, gọi là tế. Đó, nghĩa là diệu xứ, cái nơi vi diệu, cái chỗ vi diệu của thật tướng. Tận lý chí cực gọi là tế, là chân tế. Chuẩn theo hai thuyết trên, chân thật chính là tên khác, tên gọi khác của thật tướng. Phật vì không muốn cho chúng sanh chấp trước một vật một tên, cho nên nó gọi tên khác nhau. Nào là chân như, nào là Phật tánh, nào là thật tướng, nào là nhất nghĩa đế, đều là những danh hiệu khác của chân tâm bổn tánh vốn sẵn có của chúng ta. Đừng chấp nó có danh từ. Nó là một vật có trước hết cả vạn vật, rồi từ cái đó người ta mới từ giác, nó mới mê, nó thành giác hại, hư không khởi. Từ hư không nó biến thành có, có không hai cái phân biệt. Từ phân biệt đó nó vô thập pháp giới, từ thập pháp giới chấp trước vô lục đạo. Lục đạo đã bao nhiêu ác nghiệp, nó chuyển biến thành tam ác đạo. Tam ác đạo chuyển biến xấu xa nhất, đi nghịch với thật tánh, nó thành địa ngục. Địa ngục mà nó gây cho nó năm cái tội ngũ nghịch thì thành giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu và giết hại A-la-hán, thì xuống địa ngục A-tỳ. Địa ngục A-tỳ là không gián đoạn, hành hình không gián đoạn. Còn những địa ngục khác thì chúng ta còn sanh ra, còn lớn lên, rồi sau đó mới hành hình. Còn địa ngục vô gián, cứ chết đi sống lại, gió nghiệp thổi lên thì thành tựu, hóa thân ra. Và từ đó quỷ sứ lại hành hình tiếp, nó làm tiếp. Cho nên khổ không thể nào nói hết được. Hôm nay giờ chúng ta những là mà hiểu được biết được cái này thì không dám tin sâu nhân quả, mà không dám khởi tâm động niệm để cảm ứng đến cảnh giới của tam ác đạo nữa nha. Tham thì cảm ứng đến cảnh giới của ngạ quỷ đói khát. Sân là cảm ứng đến cảnh giới của địa ngục đau khổ. Si thì cảm ứng đến cảnh giới của súc sanh mê tối. Tham sân si. Bây giờ chúng ta phải vô giới định huệ, chánh tri chánh kiến. Rồi chúng ta vô vô lượng quang, vô lượng thọ của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật hiệu là vô lượng quang, A Di Đà Phật gọi là vô lượng thọ. Cho nên tư tưởng tâm ý của ta đi vào vô lượng quang, vô lượng thọ. Tâm ý, tư tưởng, kiến giải của ta không đi vào ở trong tham sân si. Tham sân si mạn nghi là ngũ độc. Nó đưa chúng ta ở trong kinh này là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu.
là cảnh giới là năm cái ác, nó cảm mời đến năm cái thống khổ. Đời này thống khổ, bệnh hoạn, rồi xuống ngủ thiêu, là chết đi rồi thì thần hồn đi vào địa ngục thiêu đốt. Cho nên hiểu biết rồi sợ, không dám. Không dám làm ác, không dám làm bậy nữa. Mà cố gắng tinh tiến mà niệm Phật, mà tu lành, tu thiện. Tại vì hiểu, gặp được Phật Pháp, hiểu được cái thiện cái ác, hiểu được nhân quả, hiểu được tất cả những cái này chúng ta từ đó chúng ta làm. Bây giờ còn không hiểu thì mặc sức làm cả. Thấy quan tài mà vẫn chưa đổ lệ, thấy quan tài mà chưa sợ, chết đến nơi mà vẫn tham sân si. Như thế không? Rõ ràng. Cho nên nó tội nghiệp cho những người đó. Họ tạo bao nhiêu ác, lợi dưỡng, danh văn lợi dưỡng, cuối cùng đâu có hưởng được cái gì đâu. Cuối đời, đứa đời chỉ còn mấy năm nữa mà cố gắng làm ác. Cho nên chúng ta nghe Phật Pháp hiểu rồi, cố gắng. Phải tin nhân quả báo ứng, tơ hào không xa. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Cho nên nó là không rồi. Tại sao dùng cái đó mới tạo ra nhân quả báo ứng? Biết không là buông xả nó đi, bỏ nó đi, đừng tạo nữa. Cho nên Phật dạy cho mình, cuối cùng Phật dạy cho mình niệm Phật, tha thiết làm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Chúng ta không tin nó thì đọa trong đó, ráng chịu đó. Phật tới đây đã là tính theo lịch của Trung Quốc là hơn 3.000 năm rồi, mà tính theo lịch của Ấn Độ là 2.562 năm. Vì sao vậy? Tại vì Ấn Độ nó không quan trọng. Ấn Độ sao? Thích ngồi thiền. Ngồi thiền là buông xả tất cả, thời gian, địa điểm, nơi chốn cũng buông xả. Cho nên nó không có cái thời gian, nó sai biệt mấy trăm năm là đúng như vậy. Còn ở Trung Quốc nó triều đại, triều nào, năm nào rõ ràng minh bạch. Cho nên nó rõ ràng là Ấn Quang Đại Sư nói là hơn 3.000 năm nay Phật Pháp đã tới đây, tới thế giới này. Nên chúng ta cái đó không quan trọng. Chúng ta làm sao niệm Phật vãng sanh, chúng ta là bất thoái thành Phật là được rồi. Thời gian lúc đó đâu còn quan hệ nữa đâu. Chúng ta thọ mạng vô lượng kiếp mà. Mà vấn đề ở đây làm sao cái thời, cái hoàn cảnh, môi trường, thời thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta gặp đủ cái ba cái điều kiện này. Gặp được thiên thời, hoàn cảnh môi trường tốt, địa lợi là nơi chốn tốt, rồi là thiên thời nhân hòa là tâm ta tốt, hòa với tất cả môi trường vạn vật, y giáo phụng hành, niệm Phật tới nơi thành tự tại bản sanh thành Phật. Tin hay không, quý vị cứ đến nhà thương thì biết, là đến viện dưỡng lão thì biết, là cái nơi đó đó là lúc đó dầu hết cạn rồi, thê thảm. Giờ này còn đây đi đứng nữa, ngồi còn đã hoan hỷ, mà vô nhà thương thì thấy thê thảm. Ở trong đó chỉ còn phiền não. Mà ở Mỹ mà vô viện dưỡng lão còn thê thảm nữa. Ăn rồi ngồi tắm nắng chờ chết, không biết làm cái gì, không biết hướng tâm mình vô cõi nổi, cõi thiện, cõi lành. Ở trong đó cứ chờ cho nó hết dầu, nó tắt đi đâu
tắc không phải là hết, là mình nó rõ ràng. Các vị anh hùng liệt sĩ, bộ đội tử thương, họ chết là hết rồi. Thôi rồi thằng xài báo mộng đi tìm mộ người ta như vậy, hết rồi thôi ạ. Tứ đại trả về với đất nước gió lửa thì đâu có cần phải kiếm nó về, phải là báo mộng biểu đến đường đó, ở trên cái giọng đó tôi nằm ở trong đó đó mấy chục năm rồi, nó đâu có hết đâu. Mà không tin đó, cái vì thấy là những người chúng ta làm lễ tam thời đó, bao nhiêu người chết quay về để nhờ siêu độ, đều có những cái thai sanh xúc xảo bị phá đó cũng về luôn. Cho nên nó về để cứu độ những người bị đọa đày, bị chết thê thảm cũng quay về. Chết đâu có hết đâu. Bởi vậy cho nên chết không hết là vấn đề to lớn. Mình phải làm sao cho đời sau nó vinh hoa, nó thánh thiện, nó thiện lành. Mà nếu mà ngon nữa, chú vị buông xuống niệm Phật, đi về với Phật là bảo đảm sẽ không còn sanh, không còn tử nữa. Phật tới đây chỉ dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta làm sao đi được về với Phật. Phật gì? Phật A-di-đà. Ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bổn sư chúng ta dạy đó, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm Phật A-di-đà đi con. Đừng có niệm ta, niệm A-di-đà Phật đi. Chúng ta y giáo phụng hành thì thành tựu, mà không y giáo phụng hành thì là sai lầm. Nhớ nha. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tới đây để biểu diễn cho chúng ta. Chúng ta tinh tế, chúng ta định lại, nhìn lại cuộc đời của Đức Thích Ca thì sẽ thấy Ngài chỉ vì mong chúng ta đi về Tây Phương thôi. Ngài dạy cho hai đại đệ tử là Văn Thù Phổ Hiền đi vãng sanh đi có. Còn Quan Âm Thế Chí thì sao? Là hai vị thủ là giúp đỡ cho Phật A Di Đà. Ai cũng biết Quan Âm Thế Chí mà, biết không? Tu Phật giáo mà không biết Quan Âm là dở đó. Mẹ Quan Thế Âm, trân trọng mẹ Quan Thế Âm luôn, vì Ngài có duyên sâu dày với chúng ta, mà vẫn là phụ tá của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta chịu niệm A Di Đà đi về với giáo chủ thì Quan Âm mừng, Thế Chí vui, chư Phật tán thán. Hay vậy à, tốt như vậy, không chịu làm chứ đi đâu nữa. Phật tới đây chỉ vì một cái nhiệm vụ này thôi. Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Nhớ nha, chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì dạy cho chúng ta hãy đi về Tây Phương ứng với nguyện của Phật. Phật nói ở trong đó thập phương pháp giới, chư Phật mười phương, nếu mà có quốc độ nào, nếu mà có vị Phật nào không tán thán ca ngợi và khuyên chúng sanh ở quốc độ đó đi về Tây Phương, ta thề không thành danh giác. Quý vị đó coi lại 48 lời đại nguyện, có thể có như đó không? Chư Phật phải tán thán ca ngợi, chư Phật phải khuyên đệ tử của mình hãy về Tây Phương. Mà khuyên không được, phải coi phải dạy đại đệ tử của ông biểu diễn đi đi để cho nó chúng bắt chước. Biểu diễn như vậy mà tụi nó thôi con đi đâu, con ở lại với cha để con săn sóc cha, con chăm sóc cha, biểu ngu dừa thôi, gửi đi du học không chịu đi
ở nhà coi chuồng heo. Chứ mày có đâu có gì ngon ở đây đâu. Một là nuôi á, chăn nuôi. Hai là làm thanh long. Mặt đen thui. Làm thanh long á, mặt đen thui à. Đen thui nè, ông đen thui chứ còn gì nữa. Rồi cái ông á, ông kia nữa, ông đeo mất tiêu rồi, ông cũng đen thui luôn. Thôi cho nên á, ở bên kia đi cúng dường chư Phật, đi á, học Phật ở trong đại giảng đường của Đức Phật A Di Đà, ngon lên, mát, thanh tịnh, sạch sẽ, trang nghiêm. Đi mà đi đi làm thanh long, tưởng như hay lắm. Nóng chan chan đó. Cái nóng nóng của Phan Thiết cũng là dễ sợ lắm. Không phải là thường đâu. Nên đó chúng ta thấy ở đây dạy chúng ta chân thực tế là diệu lý thật tướng, cứu cánh chí cực, mà chúng là chi kiến Phật vậy. Sách hội sớ nói khai hiển chân thật. Khai hiển chân thật là hiển thị, nghĩa là đem 10 pháp giới quy về nhất thừa. 10 pháp giới có nghĩa là từ Phật trong thập pháp giới, rồi Bồ Tát, rồi Duyên Giác, rồi A-La-Hán là tứ thánh giới, cộng với lục đạo, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tổng cộng lại là thập pháp giới. Cho nên trong đó chúng ta đem 10 pháp giới quy về nhất thừa. 10 pháp giới nó chia chẻ, nó phân biệt, nó khác nhau, nhưng mà là cũng là nhất thừa. Tất cả hình tượng đây có khác nhưng mà đều là vàng. Thí dụ như vậy, đều là vàng, cho nên thể nó là một mà cái tướng nó khác biệt. Cho nên nó tự tánh vốn dĩ là một. Chúng ta đem trở về nhất thừa, trở về cái thể vàng không sanh không diệt. Còn cái tướng mạo đó thì bỏ đi, cái tướng ta bỏ đi, để chúng ta lấy cái tướng thân hư, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, vô lượng tướng, vô lượng hình ảnh, tuy hiện mà hóa sanh. Cho nên chúng ta bỏ cái tướng, một cái tướng chấp trước này, chúng ta sẽ đến có hàng vạn, hàng ngàn cái tướng khác hóa thân. Thiên bách ức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta về Tây Phương cũng là thiên bách ức hóa thân, diệu âm Như Lai. Cho nên từ đó cái thể là diệu âm, mà cái tướng là vô lượng, tùy hình, tùy chúng sanh mà hiện tướng. Năng lực thần thông như vậy. Còn bây giờ chúng ta chết với cái tướng của mình, bây giờ già rồi, mình có ham cái tướng của mình không? Trẻ ham chứ già bạc rồi mà ham cái gì mà ham. Thì mặt thì nhăn, răng thì súng, mắt thì mờ, tóc thì bạc, đâu có gì đâu mà ham đâu. Sự thật nó như vậy mà, tôi không phải chê ai đâu. Trước sau gì cứ đi cái đường đó đó. Bây giờ có một cách đừng đi cái đường đó đó. Chúng ta niệm Phật để vãng sanh, vãng tử. Không sanh thì không tử, vãng là hết. Vãng tuồng, vãng há, đi về. Đi về đâu? Về với Phật. Còn cứ đây mà cứ đóng kịch hoài là tiêu rồi. May mà làm người, người ở Việt Nam còn nghe Pháp. Người Đức, người Mỹ, người Tây gì đó, làm sao được nghe Pháp? Thật sự như vậy đó, không phải dễ đâu. Mà nghe diệu Pháp, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, nó không có tin đâu. Vì không giảng thấu đáo. Chúng ta vì tổ tiên đã tu, đã hành, nó tha thiết. Cho nên cái nhân đó, tuy mình không quen, nhưng mà nó đã thấm vô. Đó, Việt Nam cũng là tu hành mà. Ông vua cũng đi tu mà. Cho nên đâu có phải thường đâu. Ở vậy cho nên đó, cái giống đó, giống gì?
giống con rồng cháu tiên, đâu phải giống thường đâu. Lấy đẹp của tiên, lấy hùng mạnh của rồng làm cái thể của dân tộc, hay không? Hãy, nó là ngon lành mà. Bởi vậy cho nên đó, mình ở đây đó là cái giống ngon, nên đó, thiên tướng phải tới bảo vệ đó. Bà Trưng, bà Triệu, rồi Trần Thánh, Thái Tôn, rồi Quang Trung, Lê Lợi là đời đó bao nhiêu. Rồi Nỏ Thần, An Dương Vương đều là tướng thần. Rồi đời này có ai là qua lúc đó Võ Nguyên Giáp, đâu phải người thường đâu. Ổng là võ, nguyên cái võ ổng là nguyên cái giáp, cái võ của ổng là nguyên cái giáp, đặt lên làm tướng luôn. Võ nguyên giáp, đánh bao nhiêu Pháp cũng văng, Mỹ cũng tan, rồi Trung Quốc cũng dẹp, đánh trận nào ra trận đó, bao nhiêu trận. Bây giờ ở Việt Nam là nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Nổi tiếng đánh giặc, nổi tiếng là các nước nó sợ đó. Vì cái kinh nghiệm của mình quá quá phong phú, cho nên đối với Thái Lan, đối với Lào không sợ, mà đối với Việt Nam sợ đó. Sợ thật đó. Năm 78 cho quân qua 600 người. Vậy mà là sao á? Lúc ông Võ Nguyên Giáp ông bày trận sau đuổi nó về về ở Trung Quốc hết. Không phải dễ đâu. Tôi thấy tụi nó tập trận tôi thấy dễ sợ luôn. Con gái nó tập trận là thấy ghê rồi, nói chi con trai. Con gái nó là nữ quân nhân ở Trung Quốc đó, tập trận dễ sợ lắm. Vậy mà gặp qua Việt Nam cũng quay về hết. Không phải qua Tây Không đâu, qua bằng Đại Bác xe tăng. Bắn là bằng bắn cái đạn chùm vô rồi. Vậy mà trong đó thiên tướng đuổi về hết. Đúng là người không bằng trời. Trời nó định một cái là ra hết. Chúng ta phải tự hào với dân tộc của mình. Nhớ nha, không phải thường đâu. Nó chịu á, nó chịu gian khổ hay rồi. Và ở trong đó, con rồng cháu tiên, văn hiến 4.000 năm văn hiến, trong đó cái lịch sử nó quá quá sâu sắc. Thành Cát Tư Hãn đi chiếm các nước mà phải dừng gót ngựa để phiên nam, dừng lại không tiến nổi. Đi qua các nước ở Bắc, ở Tây gì đó chiếm hết, nhưng mà đến hồi cuối cùng phải dừng lại ở phiên nam, không tiến lại được. Hay, hay thật, tôi công nhận là hay. Trong đó nó chui nó đào, ở Củ Chi thì đào, ở miền Bắc thì tránh bom, ở trong đó B-52 thả tới nơi. Vậy mà chúng tôi cũng sống sót chui ra, cũng là thành tựu. Cho nên nó khủng khiếp lắm. Đạn bay nổ tung trời xé đất, vậy mà vẫn tiến lên. Cho nên nó bây giờ càng ngày nó vẫn được. Đó là đã thấy cái hiển hách, cái được sự gia trì ở cõi ở trên. Mà nếu chúng ta tha thiết niệm Phật, Phật và Bồ Tát gia trì còn ngon hơn nữa. Dớt mình ra khỏi cõi này, đưa về Tây Phương, thành Phật, thành Bồ Tát, để ra trong hoa sen, ở trong ao báo đó, thành tựu viên mãn Phật đạo. Cho nên mục tiêu của chúng ta không gì hết là tha thiết niệm Phật, cầu nguyện tự tại vãng sanh, bất thoái thành Phật. Phật nói trong kinh đó, chứ không phải tôi đặt đâu, chứ không phải đâu đâu. Mà phải tin hiểu rồi, tính, nguyện, trì danh thì quý vị sẽ đạt được năng lực công đức đó. Sách Bình Giải lại viết, nếu y theo tiểu thừa thì thiên chân là thực tế,
Tiểu thừa, nếu mà tiểu thừa là thanh văn duyên giác, là A-la-hán, bích chi Phật đó, thì thiên chân là chân lý đó, chưa rốt ráo, nghĩa là cái thấy của tiểu thừa chưa trọn vẹn, mới chỉ chứng ngã không, nhưng chưa chứng được pháp không, nên gọi là thiên, là lệch lạc. Thiên chân, lệch lạc của cái chân lý. Chân lý là trung đạo đi thẳng tới, mà A-la-hán là tiểu thừa thiên ngã về bên không, chứng vào không mà không có được diệu hữu. Cho nên nó chân không nó vô á, hữu như niết bàn, nó không ngơ không ngá, không được trí tuệ năng lực pháp thân hiện hiện, mà cho nên cái diệu hữu không có. Đó là tiểu, cái tiểu pháp. Tu tứ đế khổ tập diệt đạo để chứng vào thiên chân niết bàn, đó là cái lý của tiểu thừa. Đó là coi tiểu thiên chân là thực tế. Nếu xét theo tiệm giáo thì ly nhị biên, rời hai bên có và không là thực tế. Nếu mà nếu tiệm giáo là cái giáo pháp đi từ từ, không có nhanh, cứ từ từ mà đi, thì rời hai bên có và không là thực tế. Nếu xét theo thánh đạo thật giáo thì thật tướng của các pháp là chân thực tế. Nếu xét theo tịnh độ, quan xiển đạo giáo là quyền phương tiện, thệ nguyện nhất Phật thừa là chân thực tế. Nếu xét theo tịnh độ, quan xiển đạo giáo, quan xiển là hoằng dương đạo pháp được sáng ngời rạng rỡ, không có bị khuất lấp ẩn tàng, thì đó là quan xiển đạo giáo. Trong đó, ở đây chúng ta gọi là quan xiển đạo giáo, dùng trí tuệ, dùng quang minh để quang hiển, chỉ cho chúng ta con đường đi chân chánh. Thì tiệm giáo đi từ từ, mình đi từ từ, đó là tiệm giáo. Nên thệ nguyện nhất Phật thừa là chân thực tế, là biển nhất, nhất thật chân như vậy. Thánh đạo thủ lý là ở trong thánh đạo, là trong cái con đường thánh đạo Phật Bồ Tát. Thủ lý là giữ lấy cái lý nhưng không duy lý. Tịnh độ dùng sự nhưng chẳng chỉ biết có sự. Đây chính sự tức lý, sự sự vô ngại. Nghĩa là tịnh độ dùng sự nhưng chẳng phân biệt có sự, dùng nó mà không chấp trước nó. Cái đó là cái hay. Phật dùng anh quán một câu anh thành tựu, nhưng mà anh khi về nhất chân pháp giới anh phải buông bỏ cái câu thoại đầu đó. Câu thoại đầu trước khi cha mẹ sanh ra, đâu là của thật tướng của là của hòa thượng, của thượng tọa, minh thượng tọa. Nên đó, từ đó chúng ta bỏ để nhập vào chân như vạn pháp nó vốn dĩ không có tướng nào khác, mà chúng ta chấp một cái tướng thì thành ra sanh diệt. Nên chúng ta phải thấy được dùng sự nhưng chẳng biết, chẳng chấp có sự, đi tính sự chính là sự tức lý, sự sự vô ngại. Nếu theo cách hiểu của chúng sanh thì có sự có lý không hữu sai khác, nhưng đến đứng trên quan điểm chư Phật tấm tắc khen ngợi thì chỉ có thệ nguyện nhất thừa, biển nhất Phật, nhất thật chân như này là chân thực tế. Cho nên khi chúng ta niệm Phật được vãng sanh thì nhập vào chân thực tế, nhập vào biển nhất thừa nguyện hải của Phật A Di Đà. Là có nghĩa là
mình với Phật là một. Tương tự, tâm Phật chúng sanh Ti Ba là một. Ngay đó chúng ta không cần phương tiện nhập vào biển đại nguyện của Phật A Di Đà. Phật như thế nào, ta như thế đó. Thần thông Phật như thế nào, thần thông diệu dụng của ta cũng như thế đó. Trí tuệ, thọ mạng của Ngài như thế nào, thì chính ta cũng như thế đó. Cho nên kinh này là vô lượng thọ. Vô lượng thọ của Phật, vô lượng thọ của những chúng sanh được vãng sanh, vô lượng thọ của tất cả Bồ Tát ở nơi đó. Không còn sanh, không còn tử nữa. Cho nên một đời thành tựu, cho nên một đời thành Phật. Chúng ta không có sanh tử mà. Cũng là đời này. Đời này chúng ta lên hoa sen về Tây Phương, thì đời này chúng ta cũng ở trên đó, trong đó ao thất bảo để thành Phật. Thành Phật cũng là đời này, cũng là con người này, cũng là thực tế này. Cho nên đó, giải quyết vấn đề, bỏ đi phiền não nghiệp chướng, bỏ đi tham sân si những cái sai xấu đó, để trở về chân như Phật tính, để trở về chính ông Phật của chúng ta. A-di-đà tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Cõi này là phương Tây, phương Tây là cõi này. Biết không quý vị? Cõi này là Tây Phương hả? Tây Phương là cõi này, có được không? Thật sự nó là vậy. Nhưng mà Phật có phương tiện nhiếp chúng ta về Tây Phương, ở đó tu đỡ hơn. Khi chúng ta thành Phật là các cõi nước nó bình đẳng như nhau. Khi chúng ta chưa thành Phật thì có phân biệt chấp trước. Cho nên Phật nói nó còn phân biệt chấp trước thì thôi đi về Tây Phương đi. Về Tây Phương là cảnh giới đó là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Nên chúng ta nhập vào chân thực tế. Rõ ràng sách Hội Sớ và Bình Giải cũng xem nhất Phật thừa của Tịnh Tông, nhất Phật thừa của người niệm Phật là chân thực tế và cũng là tri kiến của Phật vậy. Nay các vị đại sĩ, các Bồ Tát này vì các chúng sanh tuyên diễn thệ nguyện nhất Phật thừa, được chư Phật mười phương cùng khen ngợi, nên nói khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Nếu hiểu viên thông theo nhà thiền thường nghe thì như Ngài Bố Đại Hòa Thượng, tức là Di Lặc Bồ Tát nói: chỉ giá tâm 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 thị Phật, nhất thiết vô như tâm chân thật. Là Di Lặc Bồ Tát nói chỉ có cái tâm của tâm, tâm này là Phật. Chỉ có cái tâm, chỉ có cái tâm, tâm này là Phật. Hết thảy không có gì chân thật bằng tâm. Cho nên tất cả vạn pháp chỉ là cái tâm nó biến hiện thôi. Nếu là thấy cái tivi không? Tivi hình nào, đài nào nó cũng chiếu được hết. Mà nếu mà chúng ta có máy đó, lại lấy đài của thế giới nó cũng chiếu được luôn. Chỉ là cái màn ảnh của tivi. Bất luận tivi ở đâu, ở trong đó chúng sanh như thế nào, tâm này là Phật, hiện tất cả những cái tướng của chúng ta. Cảnh giới nào, tướng nào nó cũng hiện được. Giống như người ở Ta Bà có tướng này, nhưng người ở Đông Phương có tướng khác hơn một chút, thì cái tâm đó nó cũng hiện những cái tướng ở Đông Phương. Cho nên chúng ta thấy Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là đẳng giác, Ngài đã thấu hiểu, chuẩn bị thành Phật. Cho nên chỉ biết tâm này là Phật, hết thảy không có gì chân thật bằng tâm này. Cho nên tâm ta vốn chẳng có đó. Bây giờ làm sao trở về với nó đi? Chúng ta đang dùng là dùng vọng tâm mà quên mất chân tâm. Bây giờ làm cách gì để trở về chân tâm? Tâm tâm
tâm này là thật, là Phật, không có gì hơn bằng. Cho nên nó tâm tâm, vọng tâm là và chân tâm. Chỉ có cái tâm tâm, tâm này là Phật. Tâm có hai, một là chân tâm, là vốn dĩ có, mà chúng ta quên rồi, một niềm bất giác nó thành ra một cái tâm nữa, vọng tâm xuất hiện. Từ cái viên đại viên cảnh trí mà nó mê, nó thành ra A-lại gia thức. Từ A-lại lại gia thức nó biến chuyển, trong đó là bát thức, ba tâm thành bát thức. Bây giờ chúng ta trở về đại viên cảnh trí đi, đừng có dùng A-lại gia thức nữa, bỏ thức dùng tâm đi, dùng trí thành trí kính đi, để từ từ trở về chân tâm. Nhưng mà nó quen rồi, học cũng dùng A-lại gia thức, mà tu cũng dùng A-lại gia thức, mà niệm Phật, mà đã tụng kinh cũng A-lại gia thức. Biểu dùng Hán ngữ nó không hiểu, không biết. Cho nên hiểu biết là gì? Là tri thức kiến giải. Hai chúng ta đó, chúng ta giới định huệ để được, được trong đó cái kết quả là trí tuệ, không qua tri thức kiến giải. Dám bỏ không? Dám bỏ thành tựu, không dám bỏ là tiêu. Khó đó. Nữ thì dễ, nữ nó dở, bỏ được, dở quá. Còn nam khó bỏ. Ở từng đó cái tư tưởng ý nghĩa nó thâm sâu, khó bỏ. Đó, nam hơn nữ ở trong lý trí. Mà lý trí đó cũng là tư tưởng, là thức chứ không phải là căn. Mà bỏ tư tưởng đó thì không được. Bởi vậy cho nên ngài Phương Đông Mỹ, ngài Lý Bỉnh Nam chọn hòa thượng, biểu ông đeo thui học 5 năm đi. Nhưng mà có điều kiện, ông phải bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, không thấy, không nghe, không nói. Kinh sách dù là kinh Phật cũng không được coi. Nếu coi phải qua ý kiến của tôi. Tôi nói coi được thì coi, còn không được thì không coi. Mà ai thuyết pháp, ai giảng pháp, dù cho cao tăng đại đức giảng sư gì giảng, ông cũng không được nghe. Chỉ nghe một mình tôi thôi. Tôi dạy gì ông nghe cái đó. Rồi ở trong đó những gì ông đã học với chuyên gia đại sư và những Phương Đông Mỹ tiên sinh cũng không được dùng, không được nói. Nếu mà giữ được ba điều này 5 năm thì ông theo tôi học. Mà không giữ ra học không được thì thôi, duyên mình đến đó thôi. Hòa thượng ấy, trời sao mà khó quá. Mà ngài Lý Bỉnh Nam đâu phải vậy đâu. Lý Bỉnh Nam là do một lão cư sĩ giới thiệu ngài tới học với Lý Bỉnh Nam, cho nên không phải là người thường. Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui không, thôi chắc là có vấn đề, chắc là có cái nguyên do gì. Dạ con nhận, con nhận tu theo cái đó 5 năm rồi, trong đó nhận rồi là y giáo phụng hành 3 tháng 6 tháng sai, 3 tháng 6 tháng sau thì phiền não bớt mà trí tuệ tăng. Ngài thấy wow, thì ra cái chiêu ở đây. Chúng ta nhập quá, lục căn chúng ta nhập đồ vô quá, loạn đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó vô, không biết xếp loại, không biết phân loại, nó vô nhiều quá, cho nên loạn tâm loạn tưởng, tâm viên ý mã xuất hiện. Còn ngài nó không nói những gì mình biết, không được nói. Vì anh nói đó là kết quả của tri thức. Khi nào anh đạt được căn bản trí, được định rồi, thì lúc đó Lý Bỉnh Nam mới cho nói.
như thiện tài đồng thử á, không cho đi tham vấn. Học đi, học của văn thù sư lợi đến khi á, đạt được á, căn bản tí rồi mới cho đi xuống, đi đi, đi học đi, đi xuống núi học đi, lúc đó mới đi tham vấn. Chúng ta cũng vậy, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế thì không cần phương tiện gì, tự đắc tâm khai. Mà không thâu nhiếp lục căn mà phóng tâm ra chạy, tai thì nghe, mắt thì thấy, mũi ngửi, miệng nếm, thân chạm xúc, là cái việc tiêu đó. Mà bây giờ phương tiện á, kỹ thuật nó hay quá, ai cũng là iPhone, cái chuối đầu vô cái màn ảnh đó. Mà cảnh sát giao thông cũng iPhone luôn. Cảnh sát mình thường đứng đường, nó cho á, thằng cảnh sát á, bộ đồ xanh bắt, còn ảnh cũng bấm chát chiếc, rồi hay là coi gì đó. Rồi trên xe cũng coi, mà ngồi trên ra xe á, vận tải cái giao thông á, cảnh sát giao thông đó cũng bấm. Cho nên á, nghiền rồi. Vậy cũng đỡ đi. Làm sao? Nó nghiền cái này thì khỏi bắt mình. Mà không nghiền cái này nó coi, ô chạy lố, ô sang làm, ô sang len, là nó bắt. Còn anh cho ảnh bận về cái này, ảnh không bắt mình đỡ đó. Cũng đỡ đó, không nè. Tôi thấy vì vậy tốt đó. Cứ coi đi. Coi đi thì không coi mình. Mình chạy ẩu chạy không có nói gì cũng kệ. Không bận coi mà. Cho nên tôi để ý, tôi thấy ở đâu cũng vậy đó. Ở ngoài Bắc cũng vậy. Mà ở Nguyền Trung, ở Cao Nguyên cũng vậy. Các anh nó đang bận. Đang bận nha, bận quá. Bận với cái máy điện thoại của mình để đỡ cho mình à. Nó bỏ máy điện thoại, cái nó qua nó có ngó mình là sao. Nó thổi mình lại cái là nó phiền lắm à. Mà cứ thổi lại là cái là điện thoại gọi tới tấp. Người bị bắt cũng gọi, mà cảnh sát công an cũng gọi luôn. Không biết gọi cái gì nữa, mà đứa nào cũng gọi hết trơn. Nên nó hay, ở Việt Nam hay. Mà bắt xuống một cái là gọi tùm lum. Gặp gọi cứu bồ cho nên đó, cảnh sát giao thông lại á, lại gọi lên để nhận cứu bồ. Nên đó, chúng ta thấy tâm của mình không chuyên chú, không có thể khởi năng lực, không có thể thành tựu. Khi niệm Phật cũng vậy, chúng ta chí thành chí kính thì mới cảm ứng, thì năng lực của Phật mới tác dụng vô cái câu niệm Phật của mình. Mà chúng ta không chí thành chí kính, niệm qua la, miệng niệm ta bà, tâm nghĩ bậy, thì tam đầu lục đạo vẫn như không, không bỏ được. Tâm ta phải có Phật, miệng phải niệm Phật, thân phải lễ Phật. Đó, tam nghiệp thân khẩu ý này phải quy về Phật. Cho nên phải thâu nhiếp lục căn vô nha. Niệm Phật phải tìm chỗ thanh tịnh, A Lan Nhã mà tu. Chỗ nào nó tịnh chút, hoan hỷ, mình tha thiết niệm Phật để nó vô công phu, mình sẽ thấy năng lực niệm Phật bất khả thường. Trong đó mình tập đi, tập đến khi vãng sanh. Phật nói 10 niệm vãng sanh, 10 niệm ta tử đó. Đến giờ lâm chung mà có thể niệm thập niệm, nhất niệm ta tử đó. Cho nên bây giờ mình tập nè, mình tha thiết tu hành, mình tha thiết niệm Phật để tập. Ca sĩ muốn lên sân khấu không rời microphone, mà võ sĩ muốn lên đài không rời quả đấm. Ngày nào cũng tập, chứ không phải muốn lên đài đâu. Nó phải nhảy dây đó, nhảy dây cả tiếng đồng hồ đó để có thể lực đó. Chứ
chứ không phải muốn lên đấm là cứ lên đâu, không phải. Mà cứ nhảy dây, mà mấy người đó mà đánh bốc đó nhảy dây hay lắm, nhanh lắm, cần nhảy cả tiếng đồng hồ. Cho nên ráng đi, mình đó muốn giảng sanh thì ráng kinh hành niệm Phật đi, cứ vậy mà đi đó, theo chuyện kim đồng hồ. Cả miệng niệm Phật, chân kinh hành, ý nhớ Phật thì đó, ba nghiệp nó thanh tịnh. Nhớ nha, miệng niệm Phật, tâm nhớ Phật, chân kinh hành. Nhớ nha, đừng có miệng niệm Phật, tâm nghĩ bậy, chân đi lang thang mà tiêu đó. Tôi hiểu đi niệm Phật, đi kinh hành ở trong chánh điện nó hay hơn. Thì đó mình tập trong đó, cho nên về sau làm việc gì, hoàn cảnh nào cũng niệm Phật được. Còn bây giờ mình chưa tập đó, mình đi ra mình làm đó, nói nó không đúng, nó chưa được công phu. Và nếu phải tập như vậy đến khi mà lâm chung là chết đó, gần chết đó, là hơi thở nó đang ngáp ngáp đó, thì lúc đó nó còn nhớ niệm Phật còn ngon. Thì ngay khi đó là cái A Lại Gia thức của mình khi chết nó ra, nó ra mà A Di Đà Phật giữ nó ở đó không cho nó đi nữa, vì cái chết rồi nó không vô nữa. Thì Phật kéo mình đi nè, Phật nó nói tiếp dẫn giảng sanh thì tiếp dẫn đi, mà lại phải đợi đến lâm chung ngáp ngáp mới tiếp dẫn. Sao kỳ quá vậy? Bây giờ khỏe nè, giờ mình tổ chức niệm Phật cả tiếng đồng hồ, một tiếng hai tiếng cũng như không, cứ đi tha thiết niệm Phật thì Phật rước đi. Chúng ta muốn giảng sanh mà, thì sao không nhớ không rước đi mà đợi đến giờ lâm chung mới rước à? Sao mà Phật chơi éo lè quá vậy? Đúng không? Không phải đâu, không phải éo lè, tại vì chúng ta ngoan cố, giờ đó mới chịu chui ra đó. Ở trong á, ở người thường 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 8 tiếng nó mới ra, cho nên phải hộ niệm 8 tiếng để nó chui ra thì Phật hốt luôn. Nó không chịu chui ra, nó ở trong đó, nó cố thủ trong thân mình thì Phật cũng chịu thua là. Cũng tha thiết niệm Phật nhưng mà không chịu ra. Cái tâm nó không rời cái xác, không chịu ra. Nếu nó chết rồi đó thì phải ra thôi. Thì cái thân này nó chết rồi, nó hết sử dụng được rồi, nó phải ra, bắt buộc phải ra. Cho nên Phật nói đi đi, đến giờ lâm chung ta tới tiếp dẫn. Phật trí tuệ thông minh đó, chứ không phải lẩm cẩm đâu. Mình lại cho Phật lẩm cẩm. Giờ này á, ngon lành, khỏe khoắn, sáng suốt thì á, thì dớt tôi lên đi, để hoa sen đi về. Mà kẹt nó không chui ra làm sao? Bây giờ mình đã tha thiết niệm Phật chui ra thì thành tựu rồi. Nên nó ráng cố gắng. Vì vậy chân thực tế chính là tự tâm. Phật nói khai hóa hiển thị chân thực chi tế, là nói khai hóa hiển thị cái tự tâm của chúng ta. Hiểu rõ bản tâm của chính mình, thấy được bản tánh của chính mình thì là khai hóa hiển thị chân thực tế. Nhưng trong pháp môn niệm Phật cũng lại là bất nhị. Tâm này là Phật, tâm này là Phật. Trong pháp môn niệm Phật cũng lại là bất nhị. Bất nhị là không hai. Bất nhị là không hai. Tâm ta là không hai, nghĩa là thiện ác là hai. Mở tu chánh đạo là không hai. Lục tổ nói ở trong đó tu và đắc là hai, mà thiện và ác là hai, mà ở trong đó mà định nhập và nhập định xuất định là hai, mà ở Phật pháp là bát pháp môn bất nhị không hai.
Phật và chúng sanh là hai, mà chúng sanh cũng tức là Phật không hai. Thánh phàm là hai, thánh phàm là một chứ không hai, thánh phàm bất nhị. Ngu á, ngu và khôn là hai, nhưng mà trí tuệ tuyệt luân, không có ngu không có khôn. Chúng ta vô pháp môn bất nhị. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật, tâm này thành Phật, vốn dĩ là một không hai. Bây giờ chúng ta thấy có hai. Chúng ta là phàm phu tu hành rồi chứng đắc, rồi ở trong đó có thiền có định là hai, có ngộ có chứng là hai. Mà thực sự chân tâm bổn tánh nó như vậy. Chúng ta được giác ngộ cái điều này thì ở toàn thể chân tâm pháp tánh nó hiện ra, chỉ chúng ta cái chân thật tướng đó. Bây giờ hiểu mình tin vậy rồi, mình cứ niệm Phật đi, để sao hiểu được là có cái tâm như vậy. Bây giờ làm sao để thấu nó khó. Bây giờ Phật nói thôi cứ niệm Phật đi, con chấp, ta cho chấp trì danh hiệu, cứ ngày ngày đổi tất cả hoàn cảnh, môi trường, ý nghĩa thành A Di Đà Phật hết, thì trong một thời gian sau con sẽ thành tựu. Bây giờ chúng ta chịu tin một cái là thành công đó, ngon lành liền. Tâm này là Phật thì tâm này phải làm Phật chứ. Tâm này vốn dĩ là Phật mà thầy tâm này lại làm ta bà thì coi á sao nữa. Thái tử mà đi ăn cắp à, thái tử mà đi á đi làm lê dân à, biết mình thái tử là cao quý, phải giữ đức hạnh của mình, không có làm mất đi cái thể diện của thái tử. Con vua mà làm sao mà dám ăn nói hỗn xược, cãi cọ với người ở trong quán chợ vậy. Tự nhiên mình hiểu biết rồi, mình giữ cho đức hạnh cái phương pháp cho trong ngày. Chân thực tế chính là tự tâm, hiểu rõ bản tâm của chính mình, thấy được bản tánh của chính mình là đúng là khai hóa hiển thật chư chân thực tế. Nhưng trong pháp môn niệm Phật cũng lại là bất nhị, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Vì vậy tâm mình niệm Phật chính là chân thực tế. Vì vậy tâm mình, tâm của mình mà niệm Phật chính là chân thực tế, chính là tự tâm. Nên nói rằng một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm. Kinh cũng dạy, nhược nhân đản niệm A-di-đà, thị danh vô thượng thậm thâm thiền. Nếu ai chỉ niệm A-di-đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Ngoài ra phẩm ba của kinh này nói Như Lai dục chứng quần manh huệ dĩ chân thật chi lệ, là Như Lai muốn cứu vớt quần manh, là những chúng sanh là manh là đuôi mù là đen tối đó. Muốn cứu vớt quần manh, ban cho họ cái lợi chân thật. Trong phẩm thứ 8 Tỳ Kheo Pháp Tạng gọi là trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ. Trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, mục dạ chuyên trí trang nghiêm diệu độ. Ba thứ chân thật đó, như vậy là chân thật tế, chân thật đó, lợi và chân thật huệ, chính là cương lãnh, chính là mấu chốt của kinh này. Trong phẩm kế tiếp sẽ giảng rõ tường tận. Cho nên kinh này khai bày cho ta chân thực tế, đó là tự tánh chân tâm. Có tự tánh chân tâm rồi, chúng ta tu như thế nào? Trụ chân thật huệ, trụ vào cái chân thật đó, tự tánh chân tâm đó. Cho nên rồi á, đắc được lợi thành tựu rồi, chúng ta huệ dĩ, ân huệ đưa cái lợi này cho chúng sanh, huệ dĩ chân thật chi tế cho tất cả chúng sanh. Cho nên ba cái chân thật này á, viên mãn, tự lợi
tự độ và độ tha, trong đó bất khả tư nghị. Nên đó, chúng ta thấy đây bản kinh Vô Lượng Thọ là nói về cái chân tâm bổn tánh của chúng ta. Làm thế nào chúng ta khế hội được nó? Làm thế nào chúng ta nhập được vào nó? Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, là trong kinh nói là vượt xa các pháp vốn có của thế gian. Là kinh này nói bày chúng ta vượt qua những cái thế gian có trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Những phát triển của khoa học cũng vượt qua luôn. Ở trong đó khoa học tiến như thế nào thì Phật Pháp Đại Thừa đã nói 3.000 năm trước. Bởi vậy nói trong đó nói là về sau là Đại Pháp Đại Thừa Phật Pháp sẽ song hành với tân tiến khoa học. Khoa học tân tiến phát triển lên thế nào cũng không vượt qua kinh điển Đại Thừa. Nên người tu học cần phải khai hóa, hiển thị chân thật, khai mở trí tuệ thì mới là đi tiên phong, đi trước ở trong đó khoa học tinh tiến. Nếu không mà học hành cho vững chắc, chỉ có mê tín, chỉ có những cái pháp cúng tế thì sau đó sẽ đi thua Đại Thừa, đi thua Phật học tinh tiến, những tiến bộ của khoa học. Cho nên bây giờ thật sự những gì khoa học nói, Phật Pháp đã nói qua rồi. Mà khoa học cũng hay, bên trong thấy được A Lại Gia Thức, bên ngoài thấy được hồng quan thế giới, cả vũ trụ này họ thấy được. Những viễn vọng kính ở trên vệ tinh thấy được cả tỷ năm ánh sáng của những tinh cầu. Và ngoài cái đó họ không thấy, không biết, vì họ chỉ thấy được một phần thôi. Cho nên trong vi tế thì họ thấy được tế bào, nguyên tử. Nhưng mà Phật Pháp lại lấy thấy sâu hơn, mới thấy được vi trần, cực vi chi vi. Cho nên ở trong đó còn tối thắng hơn là khoa học kỹ thuật tinh tiến. Cho nên chúng ta phải tin đi, mà năng lực căn bản của mình có đầy đủ, mình sẽ dùng đúng theo pháp của Phật dạy. Ở trong đó định lại, định tâm lại theo cái phương pháp, cái giáo dục của từng môn, từng phái. Ở đây pháp môn Tịnh Độ là dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Một bộ kinh, một câu A-di-đà Phật niệm tới nơi, tụng tới nơi thì chúng ta thành tựu. Để như Hòa Thượng Tịnh Không phải giữ ba cái điều kiện của Ngài Lý Bên Nam là bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại thì tâm anh định lại. Vì ba cái cơ quan đó nó lợi hại, mắt lợi hại, tai lợi hại và miệng cũng lợi hại. Thuyết pháp cũng nó, mà chửi bậy cũng nó, mà tán tỉnh cũng nó, mà làm đủ mọi chuyện cũng là nó. Nên cái miệng này bịt lại thì ngon lành. Bây giờ chúng ta không bịt, mà chúng ta dùng nó niệm Phật, lấy công chuộc tội là ngon. Bịt miệng chi? Nó năng lực công đức đó, bịt chi? Mình cứ chuyển đổi hết thành A-di-đà Phật thì tốt. Siêu á trong đó nghĩa là vượt khỏi hết thảy các pháp phần đoạn biến dịch của thế gian. Các pháp phần đoạn là phần đoạn sanh tử. Chúng ta đây là ở trong phần đoạn sanh tử. Sanh ra phần này, chết kia, chết đi đoạn kia.
nó tối đa là 100 năm. Sanh ra năm 1901 thì chết năm 2001. Đó là từng phần, từng đoạn, thí dụ như vậy. Nó là cao số đó. Mà bây giờ trung bình có 70 năm thôi. Vì 3.000 năm của Phật, cứ 100 năm thì sụt xuống 1 tuổi. Cho nên mình sụt đến 30 năm rồi. Hết 3.000 năm rồi. Đợi đến khi nào mà xuống còn 10 tuổi thì lúc đó nó 10 tuổi là chết, 5 tuổi là lấy chồng lấy vợ, là 7 tuổi thành tựu gia tài, rồi 8 tuổi già lụm khụm, 10 tuổi đi luôn. Đến khi nào khổ quá mới là cố gắng tu. Cho nên 100 năm lại tăng lên 1 tuổi. Tăng đến khi nào có 84.000 năm thì trong đó là lúc đó Phật chư thánh ra đời giáng hóa. Cho nên chúng ta một tăng một giảm, cho nó một kiếp. Bây giờ mình ngay đây đi, khỏi cần xuống đến 10 tuổi, ngay đây niệm Phật vãng sanh đi. Đợi đến 10 tuổi là thê thảm đó, vì nó mới sanh ra, nó 3 tuổi nó lớn rồi, rồi 4 tuổi nó lấy chồng lấy vợ rồi, rồi 5-6 tuổi nó lên nó trưởng thành, rồi 7-8 tuổi là nó bắt đầu chết. Thê thảm. Nhưng mà khổ cực, chúng mình thấy không? Những cái con bù mắt gì đó, ở bên ở chỗ kia tánh linh đó, trời ơi nó ra, giảng pháp mà nó ra đầy nhóc. Cho nên tôi phải đổi ra giảng buổi sáng. Buổi sáng cho nó không có ra, buổi tối có đèn nó ra. Nên là nó, con đó chỉ sống trong mấy ngày thôi. Nó ra rồi nó rụng cánh nó chết. Cho nên nó tìm được đối tượng, nó sanh đẻ rồi xong. Cho nên cuộc sống của nó tính bằng ngày. Chúng ta ngon hơn tính bằng năm. Thấy không? Chung là năm đó bây giờ phải giải quyết đi. Năm hết cũng chết đó. Tới năm là năm bây giờ ngon ngon á. Thật sự đi hơn nửa đời người rồi, 50 năm rồi. 50 năm rồi, 60 năm, 70 rồi, tóc bạc rồi. Mà là 70, tóc bạc là 70 rồi. 70 là gần tới rồi, 80 là bắt đầu. Vô niệm Phật đường, chuyên nhất ngồi niệm Phật để chờ vãng sanh. Nhưng mà không như vậy nó đi đường nào không biết nữa. Cho nên đến giờ đó phải kiếm đi, kiếm cái đạo tràng chuyên niệm Phật, vô đó mà chờ vãng sanh. Không có đi đi ngoài bàn không được đâu, chết đó. Thì tóc nó bạc nhiều quá đó là phiền não nhiều, suy nghĩ nhiều, tính toán nhiều, lo lắng nhiều, cho nên bạc trắng luôn. Và người nào là bạc ít ít á, bớt ít nghĩ, ít lo, ít buồn, ít giận, cho nên tóc đen hoài. Còn người nào mà lo mà buồn quá thì tóc trắng hoài. Đó nha. Mà trắng hoài á, nó phải đến giờ thôi. Bây giờ cho nên nó là có tín hiệu rồi đó. Tóc đen, tóc trắng là có tín hiệu rồi đó. Mau mau vô đạo tràng niệm Phật đi, chuyên niệm Phật, cầu vãng sanh đi. Sắc hợp tan giảng, vượt khỏi hai thứ chết là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. An trụ trí nhị không xuất thế. An trụ và trí nhị không, không ngã, không pháp, xuất thế. Đó chính là thành tựu trí đức và đoạn đức. Trí đức là những trí được chứng đắc bởi Đức Phật, gồm là đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Mà đoạn đức là những phẩm đức được thành tựu do mình đoạn từ phiền não vô minh, chẳng hạn như thập lực, thập bất cộng, tứ vô sở ý, tứ vô ngại biện.
thì chúng ta phải trừ hết những phiền não nghiệp chướng, gọi là đoạn đức. Mà trí đức là chúng ta đắc được trí tuệ, năng lực ở trong đó như Phật không khác. Đó là chúng ta đạt được trí đức. Mà trí đức muốn xuất hiện, đoạn đức phải thành công. Giống như kiến, cái gương nó muốn sáng thì phải chùi, nó chùi vớ thì nó mới sáng được, mà không chùi thì nó không sáng được. Cho nên nó hai thứ này là biến dịch sanh tử và phần đoạn sanh tử. Mà chúng ta bây giờ là phần đoạn sanh tử. Còn hàng tứ thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới, họ là biến dịch sanh tử. Nó không ở trụ lại mà nó biến dịch. Mà khi chúng ta về nhất thừa thật tướng, chứng vào pháp thân, thì không còn biến dịch, không còn thay đổi, mà an trụ, mà nhận biết hết tất cả, không có dời đổi. Cho nên đến nhất thừa thật tướng thì từ tâm nó rõ ràng hết, không di chuyển, không thay đổi, mà thấu biết tất cả. Sách Hội Sớ là giảng tam thế. Tam thế, tam thế là tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó là hư dối, đều chẳng thường trụ, gọi chung là thế gian. Chúng sanh, cõi nước, muôn vàng sai khác, thì gọi là chư sở hữu pháp. Chúng sanh, rồi có cõi nước, có quốc độ, đều là muôn vàng sai khác, thì gọi là chư sở hữu pháp. Bồ Tát do đại trí huệ thấu được tánh không vô tướng một cách sâu xa. Chúng sanh cõi nước muôn vàng sai khác đó, thì Bồ Tát do đại trí tuệ thấu đạt tánh không vô tướng một cách sâu xa, nên bảo là siêu quá, là vượt khỏi những cái sở hữu pháp, những cái biến dịch này. Thuyết của sách Bình Giải hơi khác hai thuyết trước. Các pháp sở hữu của thế gian là hữu vi, bị phá hoại thì gọi là thế gian. Vạn vật, cái gì ở trên thế gian này đều cũng bị phá hoại, không có gì trường tồn. Ở trong lúc xưa, những cái triều đại đều sụp đổ. Ngay cả như nơi Phật tứ động tâm đã xuất sanh, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, những cảnh giới đó thuyết pháp, bây giờ về Ấn Độ chỉ còn là cái nền thôi, tan hoang hết, đều là sanh diệt hết. Cho nên ở đây không có gì là trường tồn. Phật dạy chúng ta về đâu? Về Tây Phương là trường tồn, còn ở đây sanh diệt con. Ngay cả cảnh giới ta hiện ra cũng là sanh diệt. Ngay ta nơi nhập niết bàn, nơi ta ngồi ngồi kiết già cái cội bồ đề cũng tiêu, cái bồ đề nó cũng chuyển biến. Cho nên ai đi hành hương Ấn Độ chỉ coi mấy cái nền xi măng chứ có cái gì đâu mà coi. Để cho Phật có xuất hiện ở đây, để kỷ niệm Phật có xuất hiện. Chứ Phật đã đi rồi, con ta có ba y một bình bát, không có cái gì đâu. Con hãy trở về cái nơi mà có đầy đủ tất cả. Nơi đó không khác nào là Tây Phương Cực Lạc quốc. Không phải ở Tây Phương có cực lạc, mà Tây Phương để chúng ta chuyên trí, chuyên nhất vào một hướng, một phương, một pháp môn. Chứ không phải Phật nói Tây Phương ở phía Tây đâu. Nếu mà thế giới của chúng ta nhìn coi, là buổi sáng cái này ở đây, cái không có kiến ở đây, chúng ta buổi chiều cái nó quay cái này nó lại đây, nó ở kia. Cho nên đông nó biến thành tây,
tay nó biến thành độc. Đi coi lại nha, nè, quay. À, quay, 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 quay. Nửa ngày, nó chuyển lên nè. Thấy chưa? Là chúng ta quay coi, chúng ta lấy cái cây bút biếc, cây viết thì dễ hơn. Là cái đầu có đậy nắp, kể này không đậy nắp. Chúng ta quay á, nửa vòng thì thấy cái đầu nó chuyển. Trái đất này mở nửa ngày nó đổi. Buổi sáng nó là đông, buổi chiều nó là tây. Nó quay mà nó đâu có đứng ở chỗ đâu. Vậy đâu đâu, đâu là đông, đâu là tây. Cho nên Phật nói tây, hướng tây là tâm mình chuyên nhất, đừng có thay đổi phương hướng. Thì chúng ta ở đây thì trái địa cầu quay thì hướng tây cũng là hướng tây. Nhưng mà nhìn á, ở ngoài đó hướng tây nó đổi thành hướng đông, hướng đông nó đổi thành hướng tây. Nhưng mà ở trong đó tây vẫn tây, thì anh chuyên nhất anh vậy mà niệm Phật tha thiết hướng tây thì vẫn là hướng tây. Hiểu không ta? Ở trong đó nhìn ở ngoài thì đông tây biến đổi, mà trong cái cảnh giới đó nó vẫn là tây, tây vẫn tây, đông vẫn đông. Nên bây giờ mình giữ chuyên nhất, cái nhà nó như vậy, nó hướng về tây thì mình á, mình cũng hướng về tây, cứ ở trong đó mà lễ, cứ ở trong mà lạy, chứ đừng có thay đổi gì. Thời gian vị trí thay đổi nhưng ta không thay đổi. Hết thảy pháp hữu vi gọi là sở hữu pháp. Bồ Tát biết được hết thảy tam giới là hư vọng nhưng chẳng bỏ hành thế gian nên gọi là siêu quá. Bồ Tát biết được nó là giả, nó là vọng, nhưng mà không bỏ nó, vẫn là từ bi tới đây để cứu độ chúng sanh, để mà dạy cho chúng sanh, để giác ngộ cho chúng sanh. Cho nên là siêu vượt hơn thế gian. Thế gian theo tướng mà chuyển, nó không tốt ta bỏ, nó tốt ta tử. Còn cái này tốt xấu gì, có duyên là Phật đều tử. Nên siêu hơn cả thế gian là nó ý nghĩa như vậy. Cho nên vượt hơn thế gian. Các thuyết nói trên đều đúng, nhưng thuyết của Bình Giải phù hợp với kinh này nhất. Thuyết của Bình Giải gọi là các pháp sở hữu thế gian là hữu vi, bị phá hoại thì gọi là thế gian. Y báo chánh báo thiện ác nhân quả, hết thảy các pháp hữu vi gọi là sở hữu pháp. Bồ Tát biết được hết thảy tam giới là hư vọng nhưng chẳng bỏ hành thế gian để tới cứu thế gian gọi là siêu quả. Cái thuyết của Bình Giải như vậy tối thắng vi diệu, từ bi hơn. Biết nó là giả mà cũng vẫn là vấn dấn thân vào đó để dạy dỗ nó, để biểu diễn cho nó thấy, để nó giác ngộ, nó quay lại. Cho nên cái hành đó siêu việt hơn thế gian những người bình thường. Cho nên đó là Phật Bồ Tát. Chúng ta phải có siêu quá thế gian chứ sở hữu pháp. Cái hành động, lời nói, việc làm của chúng ta nó vượt hơn của thế gian. Người ta nói mình là ngu, tại sao biết là hại mà cũng cắm đầu vô đó. Ta vô đó để độ chúng sanh, ta vô đó để giác ngộ nó, ta chịu lỗ để nó thức tỉnh. Nó là siêu quá thế gian. Còn mình biết là lỗ rồi, cắm đầu vô đó chứ đi ra mau mau ra. Các Bồ Tát thì dấn thân vô, biết là sai, biết là cực, cũng vô. Mẹ không bỏ, không nơi đó, cũng nơi đất xấu như vậy mà đã chuyển biến cho nó đẹp, cho tốt. Thì trong đó là siêu quá thế gian, siêu vượt qua những người bình thường. Đó là chúng ta nói đến cái đoạn này. Bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây để qua vấn đề vấn đáp.
để cho chúng ta hiểu rõ cách niệm Phật như thế nào để được nhất tâm mà không bị phóng tâm ra ngoài. Con nhờ Pháp Sư chỉ dạy y theo giáo pháp Phật dạy chúng ta buông xả, nhìn thấu là buông xả, biết nó là giả buông nó thì không còn phóng tâm. Biết nó là giả cho nên nhà đóng cửa đi niệm Phật kệ nó đi, nó giả mà nó mất cũng được cả. Còn biết nó là tốt chết rồi quên đóng cửa, tâm lo ra, vừa niệm vừa lo ra, cho đứa nào mà nó vô, nó biết mình không đóng cửa nó vô cái là tiêu đó. Cho nên từ đây chúng ta thấy để được nhất tâm mà không bị phóng bên tâm bên ngoài, chúng ta phải thấy rõ, nhìn thấu và buông xả. Cái phim ở trong phim nó chiếu vàng bạc châu báu nó chìm mà theo tàu, cái gì đâu có tiếc đâu, nó là phim mà đâu có tiếc đâu. Còn chúng ta thấy wow chớ rồi đi không có ai ở nhà coi nhà, nó vô nó hái hết thanh long là tiêu đó. Cho nên vừa đi niệm Phật và vừa nhớ thanh long không nhất tâm được, đó là một thí dụ. Còn chúng ta ôi kệ nó đi, trong đó có phước thì hưởng, không phước thì thôi, ai có phước thì lấy đi, tôi có phước là đố nó lại tự lấy. Cho nên mình hoan hỷ nhất tâm niệm Phật, chí tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, hoàn cảnh môi trường xung quanh không ảnh hưởng chúng ta, đều hai chữ buông xả. Bây giờ chịu buông không quý vị? Chịu buông thì thành tựu. Quý vị lên cầu thang lên cái bậc này nè, chân quý vị chỉ có để trên hai bậc thôi, không khi nào chân quý vị mà để ba bậc một lúc. Quý vị bỏ bậc thang thứ nhất mới lên bậc thang thứ ba, bỏ bậc thang thứ hai mới bước lên bậc thang thứ tư, bỏ bậc thang thứ ba mới biết bước lên bậc thang thứ năm, bỏ bậc thứ tư mới bước lên bậc thứ sáu. Chỉ hai bậc một lúc thôi, đúng không nè? Quý vị thử lát ra bước đi, anh buông xả anh mới tiến, anh buông xả anh mới lên. Còn anh vẫn giữ cái công phu này, cái năng lực này, đứng đó mà chơi đi, cái sự bước thang coi, bước đó ba bậc, anh bước ba bậc cái thấy wow cái này có đóng có đóng gì ghê quá, đứng chừng nó không bước nữa, thì bước lên là đụng vô cái đóng đó rồi nó đứng yên. Mà nếu mà chúng ta vượt qua tánh ná mà bước lên nữa thì chúng ta vượt lên cầu thang. Buông xả mới thành tựu, không buông xả thì đứng lại mà chơi. Nhìn thấu rồi thì chúng ta sẽ buông xả, sẽ bước. Cho chúng ta có hai chân chỉ bước được á, chỉ đứng trên hai bậc thôi, không khi nào đứng một lúc ba bậc đâu. Quý vị thử đứng một lúc ba bậc đi, hai chân mà sao ba bậc, chỉ có hai bậc thôi, bỏ bậc này mới lên bậc kia, từ đó mà bước. Còn chúng ta ở pháp môn Tịnh Độ không cần, quý vị bỏ từ trên cái thềm nó bỏ một cái búng chân một cái lên đến cái chánh điện luôn, mấy bậc thang đều qua hết. Đó là pháp môn vi diệu độc đáo, không qua thứ tự thứ cấp. Cho nên Phật tới tiếp dẫn mà ngon là, cho nên là người nào tin cái này thì mới độ, còn người nào không tin thì không được. Cho nên chúng ta buông bỏ, phải buông xả. Tuy là phiền não nghiệp chướng nó có, nhưng mà đừng có để ý nó, đừng có chấp nó, kệ nó đi. Nó có sanh, nó có tử. Nó sanh ra thì nhất định nó tử đi, không khi nào nó có sanh mà nó không có tử, không khi nào không có vật nào. Quý vị thấy cái chỗ nào mà có sanh, ngay cả kim tự tháp
mà thành lập bao nhiêu đời, bao nhiêu cục đá bự bự như vậy mà thế nó cũng tiêu luôn, đâu có cái nào tường tồn đâu. Bởi vậy cho ta buông xả đi đồ giả đó, nhìn thấu đồ giả rồi buông xả. Buông xả thì chúng ta niệm Phật, không còn phân vân, không còn lo ra, nhất tâm, trí tâm trí thành, không khởi vọng tưởng phiền não. Ba cái đó đồ giả mà kệ nó, cái này đồ thật. Cho nên cho ta buông xả, nghiệp chướng cũng buông xả, mà năng lực công đức, những phúc báo cũng buông xả, đều là đồ giả. Mà nhớ nha, cái nghiệp chướng u sầu càng phải bỏ. Chúng ta làm tội rồi cứ nhớ nó, không chịu niệm Phật cứ nhớ, mới là ân hận, mới là xót xa, rồi đi sám hối. Một tháng sám hối 2 lần thì sao? Lo ra quá, trời ơi làm ác quá, chết rồi đi sám hối, sám hối về tạo nữa. Cho nên á, sám hối không thành tâm. Chỉ là á, sám hối niệm Phật mới là cuối cùng mới thành tựu. Vì ý niệm không khởi, chuyên tâm niệm Phật, sám hối, không để ý niệm khởi, không đợi ý niệm khởi, thì ác nghiệp, ác hạnh, ác quả không khởi. Ác hạnh, ác nghiệp, ác quả không khởi thì câu niệm Phật thành tựu. Mà khi câu niệm Phật thành tựu, Phật cảm ứng tới tiếp dẫn, không phải đợi ngày lâm chung, không thể đợi giờ lâm chung, mà có công phu Phật tới tiếp dẫn luôn. Nó thuần phục lại cái tâm nó rồi, nó chịu ra, nó chịu đi rồi, Phật tới đâu có đợi nó chết như hồi nãy đâu. Chết rồi nó bắt buộc nó phải ra cho Phật cứu. Nhưng mình có công phu 3 năm là thần thường người niệm Phật 3 năm thành tựu. Có người hỏi, vậy những người niệm Phật đó thường thường là đa số 3 năm là hết thọ mạng hả? Hòa thượng nói đâu có dễ đâu. Nếu mà một người đó mà chết 3 năm chết thì 1-2 người 3 năm chết thì được. Tại sao cả đám niệm Phật mà 3 năm đều giảng sanh? Không phải nó chết, nó thấy được, nó đạt được kết quả, nó chịu bỏ, chịu buông, nó tiến lên Tây Phương. Nghĩa là người có công phu không đợi thọ mạng đâu. Ở đây làm chi cho nó khổ mà. Hòa thượng định không, ráng chịu khổ tới đây để mà tiếp nối cho nó, để mà gia trì cho nó. Hòa thượng ở Hồng Kông, nhưng mà cái lực của Ngài tỏa ra đến Bắc Hàn, Nam Hàn, đến Đài Loan, đến Nhật Bản, đến Việt Nam, đến Singapore, tỏa một vùng rộng lớn như vậy. Nếu Ngài đi mất cái dù đó rồi thì chúng sanh sẽ linh đinh. Không phải là không có gia trì gia hộ đâu. Giống như trời nắng, chúng ta căng cái dù á, mà cái dù ngồi chứ không phải dù tre. Dù tre có người à, mà cái dù mà ngồi á, vô cái ghế đó tre lên một cái là cái ghế đó nó mát. Mà ngon nữa, chúng ta kéo bạc thì ở trong đó cả một cái khu nó mát. Bởi vậy cho nên tùy tâm của chúng ta, nhất định phải buông xả. Buông xả thì đắc lực, buông xả thì thành tựu, buông xả thì sẽ nhất tâm. Thứ hai, chúng con là cư sĩ tu tại gia, nghiệp chướng sâu dày, ai mà không biết là chúng con phải làm như thế nào để tiêu nghiệp chướng, để một đời này được thành Phật. Làm sao tiêu nghiệp chướng? Chúng ta nói rồi đó, chúng ta tha thiết niệm Phật đi. Tin thì được mà, còn niệm Phật, trời ơi, già như vậy niệm Phật làm sao thành, dở như vậy làm sao niệm Phật thành. Cho nên đó, Đức Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ cho chúng ta, là âm thầm chỉ cho chúng ta. Mà chúng ta tại vì
quá dở đi, tôi không thấy, không biết. Thế vì thấy Đại Mục Kiền Liên xuống xuống ngạ quỷ cứu mẹ. Một tay cầm bát, hỏi han mẹ, rồi đưa bát cơm nóng cho mẹ. Mẹ một tay cầm bát giấu, rồi một tay cầm cơm đút vô miệng. Ai ngờ cái tâm tham biến cơm cơm lành thành than hồng, đúng không? Có mà, cái gì đọc kinh có không? Hình như có mà, thấy chưa? Cho nên giấu cơm, một tay vừa giấu một tay vừa bóc, cái tâm tham nó biến thành than hồng. Cho nên Mục Kiền Liên thê thảm, trời đất ơi, thần thông diệu dụng của ta, thần thông đệ nhất mà để bát cơm của mẹ biến thành than hồng kìa, mới quay về tha thiết, không biết làm sao, mới lại khóc với Phật: Phật ơi, nên cứu mẹ con với, cho nên bây giờ con đưa cơm mà bà bóc mình có mà biến thành than luôn, nguyên cả chán cơm thành than. Bây giờ làm thế nào? Phật nói: Ê, ông đợi, ông chờ chúng sanh, các thầy đó mà tu 3 tháng hạ rộn vang cúng dường cho họ, đem năng lực công đức đó hồi hướng cho mẹ, thì mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Y giáo phụng hành, mẹ thoát khỏi ngạ quỷ. Đức Thế Tôn lại dạy cho Bà La Môn Nữ. Bà La Môn Nữ là dòng sát đế lợi, dòng cao quý Bà La Môn, cao quý. Cho nên khi mất rồi thì lại đọa địa ngục, vì làm ác làm đạo địa ngục. Cho nên ông Tăng nói: Trời ơi, bà làm cái gì mà sao bây giờ xuống địa ngục thê thảm quá vậy? Bà La Môn Nữ mới là thê thảm, mới tới trước tượng Phật tha thiết: Làm sao cứu mẹ con, làm sao để con lạy, con lễ. Con đến hồi ngất xỉu, thương tâm quá ngất xỉu luôn. Ở trong đó thì nghe đó, tỉnh dậy nghe thấy: Nè, người nữ kia ơi, sao mà thương xót thê thảm vậy? Thôi bây giờ ngươi lễ phòng, mau mau về nhà niệm Phật. Mẹ ở đâu không cần biết, mau mau về niệm Phật để cứu mẹ. Cô Bà Lan Nông Nữ diệt đế lợi đó, ngày Bà Long Nông Nữ đó mới về, mới cúng dường, mới xong rồi mới về nhà, chuyên nhất niệm Phật. Niệm Phật một ngày một đêm thì thấy ở cái biển sôi sùng sục, bao nhiêu người đang trôi nổi trong đó, và bị ác thú nó xích, nó dích. Đứa nào dích chúng thì nó thảy vô địa ngục. Làm sao dích chúng? Nó có nghiệp nặng thì quỷ sứ nó giết chúng. Mà quỷ nghiệp nhẹ mà có người làm phước, làm công đức thì nó dích hụt. Mà giờ chết 49 ngày mà không làm đám, không tụng kinh, không làm thiện thì nó dích chúng đó. Dích chúng là vô địa ngục đó. Nó hất, dích rồi nó hất vô địa ngục. Cho nên bây giờ sao? Bà Lan Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, thấy mình ở cửa địa ngục, rồi nói: Tới đây làm gì? Tới đây cứu mẹ. Mẹ tên gì? Nói ra: Thôi Bồ Tát, yên tâm về đi, vì nghe nói con đã làm, đã tu hành, đã hồi hướng, cho nên là cái cô mẹ đó đã được ra khỏi địa ngục rồi. Mà tất cả chúng sanh ở trong địa ngục đó tất cả đều giải thoát. Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng chỉ có độ được một người thoát. Mà Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm mà cứu được bao nhiêu chúng sanh đều ra khỏi địa ngục. Cho nên Phật chưa học chiêu này. Anh thần thông đệ nhất
không bằng nguyện lực của Phật. Nữa, từ khi niệm Phật đó một ngày một đêm thôi mà đã cứu mẹ và cứu tất cả chúng sanh ở địa ngục trong ngày đó đều được vãng sanh. Quý vị không tin thì mở kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức ra coi, coi có đúng không. Từ đây chúng ta thấy thật sự là phương pháp này, chúng ta tin tưởng hoan hỷ vui vẻ. Một người thành tựu là củ huyền thất tổ được nhờ, một người làm quan là bảy họ được nhờ. Ở bây giờ ở đây cũng vậy, ai làm quan làm tướng, làm ở trong đó trong bộ chính trị là cái tỉnh ổng được ngon, tỉnh ổng được thăng cấp thành thành phố, thấy không? Cho nên mà không có ông nào vô đó thì cái tỉnh đó nó vẫn có lè tè, cũng là thị trấn. Hãy mà có người á mà thành tựu thì cái tỉnh đó cũng được thơm lại. Cho nên ở Cà Mau bây giờ ngon lắm đó. Ở trong đó nó có cái hãng thủy điện đạm, lấy hơi khí ở ngoài khơi truyền vô để làm là đạm, để làm điện và để làm khí. Trong đó ba cái năng lượng chính thức đó mở đều từ trong nhà máy ở Cà Mau. Mà Cà Mau lúc xưa đó là đâu có phải ngon đâu, vậy bây giờ ngon trong đó. Tại sao? Vì có cái con người làm tướng, thủ tướng mà. Bởi vậy cho nên bao nhiêu dồn cái năng lực của trong ở trên đổ xuống địa phương đó. Còn ở Quảng Nam gì đó có một phó thủ tướng, cho nên là nó cũng ngon. Rồi ở Vũng Quốc là cái nhà máy lọc dầu cũng ở ngay đó, Vũng Quốc ở Quảng nào đó. Nên là chúng ta thấy minh niệm Phật đây mật được vãng sanh thì củ huyền thất tổ được nhờ. Bà con cô bác là thân cận họ hàng đều được nhờ. Nên lợi ích tối thắng như vậy. Ở thế gian chúng ta thấy cũng có, mà ở trong đó Phật đạo cũng có. Cho nên ráng cố gắng mà chí thành, chí tâm niệm Phật đi thì sẽ được. Cho nên cứ bị buông xả thì một đời này được thành Phật. Bất luận là tăng sĩ hay cư sĩ, ai mà tín nguyện trì danh, ai mà tha thiết niệm Phật thì người đó vãng sanh. Không kể vị trí, không phải vai trò, không phải là thầy tổ gì, mà chúng ta tâm chúng ta niệm như thế nào thành tựu như thế đó. Phát Bồ Đề tâm là phát như thế nào, con nhờ pháp sư giảng rõ. Mình ở đây nói phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phát Bồ Đề tâm là phát như thế nào? Phát Bồ Đề tâm đi rửa đống chén giùm nha cô. Phát Bồ Đề tâm mới tới quét dùng cái sân nha. Không phải phát Bồ Đề tâm như vậy đâu, nhớ nha. Không phải. Mà phát Bồ Đề tâm Ngẫu Ích Đại Sư nói chân tín thiết nguyện là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, giải cho chúng ta cái công án này. Người già biết Bồ Đề tâm là cái gì, người đó già trong đó mà còn không có học nữa mà biết Bồ Đề tâm là cái gì, làm sao mà phát hả? Mà tôi hỏi lại, phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm là cái gì? Không biết. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nữa, chân tín thiết nguyện là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên mấy người già họ thành tựu đó, họ tin Phật không nói dối, họ tin Phật không dụ chúng ta, họ tin Phật không nói sai. Cho nên họ tha thiết biết là Phật nói có Tây Phương
biết là nhất định có Tây Phương, biết là có Phật A Di Đà thì nhất định là có Phật A Di Đà. Cho nên nó niềm tin nó chân thật, không cần qua tri thức kiến giải. Còn chúng ta tri thức kiến giải nhiều quá, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cho nên phải có cái tâm bồ đề như thế nào, học tùm lum, không bằng người già. Chân tính, chân thật, tin tưởng lời của Phật, tin tưởng chúng ta vốn là Phật. Và chân thật tin tưởng có Tây Phương, chân thật tin tưởng có 48 lời đại nguyện, chân thật tin tưởng mỗi người chúng ta niệm Phật đều có Phật. Chân tính rồi thì phát nguyện, tha thiết nguyện. Cảnh giới nó tối thắng quá, vi diệu quá, ở đây làm chi, cho con đi về đi. Họ thành tựu ra ứng để cho đại nguyện của Phật khởi tác dụng. Còn chúng ta không ứng, cho nên cục 500 có, mà trong người không có cục sắt nào, chỉ có cục cao su thôi. Cho nên là cục 500 nó biểu không được, không được, cái này không vô. Cao su ngon mà, cái sâu ngon mà, đẹp đẽ mà, trơn trơn láng, đẹp đẽ, trắng trẻo, không được, không được. Cục sắt cơ, cục sắt thô, cục sắt xấu, cục sắt cơ, thì cục 500 nó mới hút. Cho nên chúng ta có tâm, có nguyện thì Phật lực liền hút. Chúng ta vô tâm, vô nguyện cũng như cao su thì đừng hòng. Bởi vậy cho nên họ tin, họ hiểu, họ nguyện, họ thành tựu. Chúng ta thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng ở đây. Xin tất cả chư vị cùng chắp tay lại. Ngày mai nha. Ngày mai thì trưa mai 2 giờ và tối mai cũng là 7 giờ chúng ta lại tiếp tục nha. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng ta cùng xưng lễ. Xưng.
buổi sáng chúng ta lại ba lần lại và buổi chiều lại hai lần. Vì vậy quý vị Phật tử